Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi gây ấn tượng mạnh ngay sau khi lên sóng. Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức lên sóng vào tối ngày 28 tháng 11. Tác phẩm mới của Lưu Thi Thi được cư dân mạng Trung Quốc vô cùng quan tâm. Netizen Trung cho rằng đây sẽ là phát súng đầu tiên mở ra đường đua phim cổ trang của dàn tiểu hoa đán 85 trong đường đua phim hoa ngữ. Bên cạnh hai tác phẩm cũng rất được quan tâm khác là Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch. Dù chỉ mới lên sóng, nhưng Nhất Niệm Quan Sơn đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Tác phẩm đã phá vỡ kỷ lục của Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ, trở thành bộ phim hot nhất ngày đầu công chiếu năm 2023 trên nền tảng iQIYI. Bên cạnh đó, nhan sắc mỹ miều và diễn xuất của Lưu Thi Thi được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Sau 3 năm kể từ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt, Lưu Thi Thi mới trở lại màn ảnh nhỏ. Chính vì thế, sự kỳ vọng là rất lớn. Và với sự đón nhận nhiệt tình và nhiều phản ứng tích cực từ người xem, Nhất Niệm Quan Sơn được kỳ vọng sẽ đưa Lưu Thi Thi trở lại thời kỳ hoàng kim, sánh ngang với những Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh.